Chỉ với một lít chuột, các bạn sẽ có ngay hàng ngàn bài đăng Facebook hay Zalo một cách cực kỳ dễ dàng. Việc các bạn cần làm chỉ là cần nhập tên sản phẩm. Công cụ này sẽ sử dụng AI tìm kiếm thông tin về sản phẩm đó, sau đó viết bài đăng Facebook hoặc Zalo theo đúng thông tin tìm hiểu được theo thời gian thực. Quá trình chạy một bài viết và tìm kiếm 3 hình ảnh có thể mất khoảng 1 phút. Nếu các bạn chỉ tạo nội dung mà không lấy hình ảnh thì thời gian khoảng 30 giây. Cách sử dụng công cụ này cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Bất kỳ một ai cũng sử dụng được một cách dễ dàng. Bạn nào đang có nhu cầu công cụ này thì các bạn hãy liên hệ với mình. Mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn chi phí sử dụng công cụ này các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.